đường nào khác nữa đi vậy? Ở đây hả? Ừ. Ô, về bằng cái đường đó. Chưa biết đâu, giờ trời già nó ngập đây không? Là nó nóng. Hồi trước nó lọt nó đi từ đó. Cái tiền nóng nó ngập vừa được. Rồi. Cái đó là cái sân sống.